Hàng Nhật Bãi Tới Dương. Xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 6. Em muốn lên cho các bác một clip về những chiếc lồi mới về chiều nay để giới thiệu với các bác. Cửa hàng em thì có rất nhiều, nhưng hôm nay em lên tập trung vào mấy chiếc hệ cao tần 1 lít các bác nhé. Của các hãng như là Tiger, Tay Viếc, rồi là Tô, Joshi. Đây là mấy chiếc mẫu lồi mà mới về chiều nay em lại lên cho các bác để các bác xem và chọn cho mình chiếc những chiếc ưng ý nhất. Bây giờ em sẽ giới thiệu với các bác, đây là chiếc Tiger. Con này Delta 216 các bác nhé. Gần như là mới kính quang luôn. Con này Delta 216. Gần như mới kính quang, các bác nhìn cái son của nó này. Xanh nét luôn. Con này gần như mới cứng rồi. Hàng này gần như mới cứng đời 2016. Gần như là chưa qua sử dụng. Chưa chưa chưa. Chưa chưa nấu nấu cơm đấy. Dòng này là dòng hệ cao tần. Chức năng full các bác nhé. Sạch sẽ, trắng trẻo, tất cả mọi chức năng hoạt động rất chi là ok. Các bác nhìn, dòng này là hệ cao tần. Con Tiger này, con này đời 2016, Delta 2016 các bác nhé. Đây, con này có số 76. Trắng trẻo sạch sẽ. Con này con số 76 em cũng báo giá luôn. Con này là có giá là 1 triệu tư. 1 triệu tư các bác nhé. 1 triệu tư không bao ship. Bác nào yêu thích thì liên hệ với em. Con này là con 76, con này là có giá 1 triệu tư, gần như mới kính quang luôn, đời 2016. Bây giờ em sang các bác, đây là con Tiger. Đây, con này thì hiện đại hơn một chút. Đấy, phím lỗi nhá, tất cả là phím lỗi. Con này là son rất đẹp, nọ em có một con là về cũng bán luôn. Đấy, con này đẹp lắm. Các bác nhìn này, son gần như con này thì chắc chắn là chưa chưa lấu cơm một lần nào, chưa chưa hàng hàng lướt, chưa lấu một lần nào luôn. Về em mới bắt đầu mới là test thử, gần như là hàng xốp các bác nhé, mới cứng luôn. Con này gần như mới cứng luôn các bác nhìn. Mới này gần như chưa chưa sử dụng, quá là mới. Con này là chức năng full các bác nhé, cao tần chức năng full. Nó chỉ có một chút hơi va chạm một tí ti trên mặt lắp thôi, nhưng con này mới mới lắm, mới kính quang luôn. Con này cũng đời 2016, Delta 2016 các bác nhé. Các bác nhìn này, trong xoong này. Đấy, đây là con Tiger. Xoong của nó đây. Đấy, rất đẹp. Xoong thau. Con này em báo giá luôn. Con này có giá 1 triệu 6 các bác nhé. Con này có giá 1 triệu 6. Đấy, bác nào yêu thích thì liên hệ với em. Con Tiger này, con số 77 các bác này.
Con số 77 này là có giá triệu 1 triệu 6 các bác nhé, không bao ship. Bác nào yêu thích thì liên hệ với em. Bây giờ em sang các bác, đây là con tô vuông. Con này là đời 25 các bác nhé. Các bác nhìn cái son của nó này, son hai đáy này. Các bác nhìn kia. Đấy, con này son cũng gần như là mới, gần như mới thôi. Hàng qua sử dụng hết rồi. Con này là hàng qua sử dụng rồi, con này đời 25. Các bác nhìn này, hệ cao tần hút trên không các bác nhé. Cao tần hút trên không, chức năng là hoạt động rất chi là ok. Con này em báo giá luôn, con này đời 25 này, con này có giá là 2 triệu 8 không có ship. Bác nào yêu thích thì liên hệ với em, 2 triệu 8 không có ship. Con tô vuông son của nó rất chi là dày dặn, hình thức không có bị va quẹt méo mó, con này gần như là toàn diện các bác nhé, gần như toàn diện luôn, đẹp toàn diện luôn. Đấy. Giá 2 triệu 8 không bao ship. Bác nào yêu thích thì liên hệ với em. Bây giờ em sang các bác, đây là con Josie voi. Đấy, các bác này, con Josie voi, con LP XA10 dòng IH hệ cao tần. Con này giòn gần như mới cứng luôn. Đấy, các bác nhìn gần như mới cứng luôn. Con nào cũng gần như là mới hết. Đó. Dòng này là chức năng full. Các bác nhé. Dòng Joshi là thường là chức năng full. Đây son hai lớp hai đáy đây. Gần như này, các bác nhìn này, cái son của nó này, đấy, quá đẹp luôn, son này nó mới lắm. Cái dòng này các bác về sử dụng thì gọi là miễn chê, mà không phải suy nghĩ gì. Các bác thấy dòng này là nhiệt tỏa xung quanh, các bác nhé, nhiệt tỏa xung quanh, chín từ xung quanh. Gần con này cũng Delta 26 các bác nhé. Con này cũng có giá 1 triệu tư. Đây, bác nào yêu thích thì liên hệ với em. Con này có giá 1 triệu tư không bao ship. Đấy, đẹp vô cùng luôn. Cửa hàng em thì có còn rất nhiều loại lồi lít 8 rồi 1 lít. Đây các bác thấy. À, những con 1 lít đây. Và con lít 8. Cửa hàng em có rất nhiều dòng sản phẩm như những chiếc quạt. Đấy. Các bác nhìn này, rất nhiều chiếc quạt. Rồi là bếp ga, bếp từ âm, bếp từ dương, lọc khí bù bác nào yêu thích thì liên hệ với em qua số điện thoại 0975 0678 46. Zalo của em là 0975 0678 46. Em sẽ liên hệ và test video trực tiếp, gửi những hình ảnh trung thực nhất đến các bác để các bác lựa chọn. Một lần nữa em xin chào toàn thể các bác và hẹn các bác ở video sau.